MC Su xin kính chào tất cả cô chú anh chị, các bạn xem chương trình và đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh TC TV. Phan Thiết mình mới vừa có một cái trận mưa cực kỳ lớn, sấm chớp rầm rầm luôn cả nhà mình. Và sau khi mưa tạnh khoảng một tiếng đồng hồ, TC đi ra đường lại thì cô chú anh chị các bạn thấy nước mưa ngập xe. Và đây là trên trục đường Lê Dũng, cô chú anh chị các bạn lúc này Lê Dũng đi về hướng lại đường Lê Hồng Phong với lại đường Nguyễn Hội thì mình nhìn thấy ở đây nước mưa ngập xe này. Bên góc này là phía sau lưng của Tisu đi về hướng nhà bệnh viện An Phước thì nước cũng ngập nửa bánh xe như thế này. Tisu không biết là những cái khúc đường khác thì nó như thế nào, nhưng mà hôm nay trời mưa rất là lớn, sấm chớp rầm rầm luôn. Tisu ở trong nhà mà nghe tiếng sấm chớp thì cũng thấy là hơi bị giật mình đó cả nhà. Cho nên là sau cái đợt mưa lớn như thế này thì nước ngập lai láng. Nhưng mà cái nước ngập này thì khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau là nước rút thôi. Tại vì là ở góc này đây cô chú anh chị các bạn là cái đường trục đường lớn nè. Và những cái khúc đường ví dụ như Lê Hồng Phong ở trên kia thì đã xây cống, xây kè rồi. Cho nên là không có bị ngập lâu. Nhưng mà đây cũng là một cái hình ảnh mà mình thấy là thiên nhiên bây giờ mưa to, mưa lớn, mưa lắm, mưa to, rất là to luôn. Thì mình thấy là đường phố xá đồ mọi người đi phải vất vả như thế này. Ở bên này thì nước ngập vô sắp cái phần máy hiên, cái hàng cái máy hiên thì mình thấy có che ra, nhưng mà mình thấy cái sân thềm đó là mình thấy lấp sắp vô nhà luôn. Còn bên này là mình thấy là nước vô đến nửa bánh xe. Đây mới chỉ là một cái trục đường thôi đó cả nhà. Bây giờ mà Tiêu Su đi qua bên khúc đường Lê Dũng, đây là đường Lê Dũng này, có cái đường bên Lotte thì cũng sẽ có một cái lượng nước thôi, mình không biết là có nhiều như ở bên này hay không. Thì sau khi đứng đây một hồi thì Tisu quyết định là sẽ quay xe lại chạy một cái vòng nhỏ ở thành phố Phan Thiết, ở một vài cái con đường khác để cô chú anh chị các bạn xem đường phố Phan Thiết sau một cái cơn mưa rất là to. To thiệt là to, sấm chớp rần rần luôn. Thì coi thử là có gì thay đổi so với những cái con đường thường ngày mà Tisu đã quay chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Rất là may mắn và cái lễ hội Trung Thu vừa qua đó ở Phan Thiết mình tổ chức là một ngày không có nắng nhiều, nhưng mà buổi chiều thì mặt trời lên, cho nên là đó là một cái rất là vui cho Phan Thiết quê mình đã đón được một cái Trung Thu rất là trọn vẹn. Nhưng mà sau khi mà xong như vậy là bắt đầu thường là Trung Thu, sau mùa Trung Thu là khoảng trong một tuần đó là mưa rất là lớn. Và cô chú anh chị các bạn thấy mình đi lên trên này nè, Tisu nhìn thấy là ở giữa cái đường thì họ cũng có những cái cống, cho nên là những cái nào mà nước mà rút được nhanh thì mình sẽ không thấy ngập lụt. Ví dụ như ở đây ngập thay cả nhà mình cho ha, ngập nước một chút xíu ở trên cái con đường thì mình sẽ nhìn đường phố lúc trời nắng lúc trời mưa thay đổi không khí. Tisu sẽ rẽ qua ở cái hướng đường Lê Hồng Phong để về cái vòng xoay Lotte cô chú anh chị các bạn xem con đường. Nhưng mà chỗ này là cái chỗ mà hồi xưa còn ngập dữ dội hơn nữa, bây giờ thì đỡ nè. Nhưng mà cái khúc mà ngập nhiều nhất là ở trên đường Nguyễn Hội thì bây giờ Tisu thấy là họ đã có cái mở cái bục binh lớn rồi họ xây cái cống
làm cái cống á, thì Tisu thấy là ở đường đó lại hết ngập. Nhưng mà đường Lê Dũng á, thì Tisu hôm nay có công việc đi á, thì mình thấy nên là quay lại để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn những hình ảnh khác của Phan Thiết quê mình. Cái này thì không biết tối thì có mưa nữa hay không, nhưng mà mưa vậy đường nó mát mẻ, rút nước xong rồi á, là mọi người có thêm cái thời tiết khí hậu trong lành để hít thở. Mưa đường nhựa rồi đó thì nó nóng, trời có lúc thì nó nóng lắm, thì bây giờ có lúc thì mưa xuống á, thì nó mát mẻ, nhựa đường rồi nó không có hắt lên, cây xanh rồi nó được khỏe thì mình cũng thở khỏe luôn. Đây Tisu đang đi ngang qua đường này là đường Lê Hồng Phong nè. Ở đường này thì đã mới làm bờ kè xong á cả nhà mình. Cái hai bên lề đường đó là mình thấy là có cống nè, cho nên mình đi qua cũng là trong một thời điểm. Nhưng mình thấy nước rút, nhưng mà cái lề đường này là mới làm sau này, trong hồi nói chung là mấy tháng trở lại đây thôi, một năm trở lại đây. Lúc trước mà Tisu đi quay cho cô chú anh chị các bạn là lúc đó đường này đang làm nè, nhưng bây giờ đi ngang qua là nhờ làm lại như vậy, có cống có đồ thì nó thoát nước nó nhanh. Mà Tisu không biết sao cái trục đường Lê Dũng nó lại bị ứ nước nhiều như vậy, mà thiệt ra bên đó là cái con đường lớn có tới mấy làn xe lận. Chắc có lẽ là rác đồ lâu ngày cho nên nó bám vô cống, cho nên là nước nó xuống mà mất kịp. Rồi bây giờ đi qua bên này. Bên này là đường Trần Đạo nè. Rồi đường Trần Đạo thì xô thấy xa xa là ngập nước rồi kìa. Không biết mình có đi qua được hay không, hay là mình sẽ rẽ đường khác để mình đi vào cái dòng xoay Lotte. Tisu đi thử nha. Đi vô đó mà nó xịt coi nó chạy không được thì dắt bộ cũng đuối á cả nhà. Để Tisu nhìn thấy coi người ta đi. À, người ta đi lên vỉa hè cả nhà mình. Tisu cũng chạy lên vỉa hè chứ mất công rồi, nửa chừng rồi dắt bộ không có chỗ sửa xe, mất công. Để mình còn có đi tiếp quay những cái đoạn video khác cho cô chú anh chị các bạn xem. Đường này thì chưa làm vỉa hè, đường này xưa giờ vẫn vậy, chưa có làm lại. Ây da, ồ cái khúc này để Tisu coi rẽ qua cái dòng xoay này còn ngập nước không. Này cũng bị chết máy nè. Đó khúc này là khúc nó ngập sâu, đỏ hơn bên kia. Bên này cũng nửa bánh xe đó cả nhà mình. Nếu mà đi xe tay ga là nó sẽ vô ống bô đó, còn đi xe số thì không sao. Rồi chắc là Tisu Tisu sẽ rẽ lên cái đường này nha cả nhà mình. Không có dám xuống dưới đâu, đi lòng đề đường chút thôi, chút thôi, chạy lên cái vòng xe Lotte coi. Cái sát bên lề này nó cũng sâu cả nhà mình. Để đứng coi người ta đi nước ngập đến đâu đã. Có mấy bạn đứng câu cá luôn kìa. Cá đâu có ở câu. Tisu hồi xưa mỗi lần mà mưa này xong cái đi qua đường ruộng mấy cái hẻm rồi đó cả nhà mình, là mấy cái cá rồi đó ở trong ruộng đó, nó bò ra ngoài đường á, giống gì này là mình đi là mình thấy được cá, mình bắt được cá luôn đó. Hồi xưa á, hồi lúc mình Tisu còn nhỏ á, chứ giờ thì ruộng rồi người ta đổ đất người ta bán nền hết rồi, không còn ruộng nữa. Phía sau khu nhà Tisu ngày xưa là ruộng nhiều lắm,
mỗi lần mưa xong là ra bắt ốc với bắt cá thì sao, hồ nó bơi tung tăng trên đường vậy á. Cái góc này mới là nhiều nè cô chú anh chị các bạn, góc này là không đi được rồi. Thì Xuân không thể đi vào cái đoạn đường này, nó hơi ngập nước nè, sát bên lề thì nó ngập lên cái dòng xoay kia nữa. Thôi thì Xuân không đi đường này đâu, thì Xuân quay lại. Đó, xa xa trên kia là có ngập cho nên thôi không đi. Mình chuyển hướng, mình đi qua đường cầu Trần Hưng Đạo đi. Ở đây là cái khúc đường Nguyễn Huy Tự này, cả nhà mình nước thì nó cũng ngấp nghé vô thềm nhà nè. Nên là ở đây là nước là lên tới lề đường luôn nè. Thì Xuân không có đi xuống dưới, tại vì nếu mà đi xuống dưới thì mình sẽ bị ngập nước vô bánh xe, nên là Thì Xuân đi lên trên. Và đây thì hết ngập. Những này khu con đường này là Nguyễn Huy Tự này là con đường song song với lại đường Thủ Khoa Hưng á, cả nhà mình hướng về cái chỗ vòng xoay Lotte á. Ở đây qua là đường Lê Quý Đôn nè. Đường này thì không có bị ngập. Tiểu Su sẽ vào đoạn này cũng đang làm lề đường nè. Chắc là Tiểu Su nghĩ là mai mốt mà tất cả các con đường ở Phan Thiết mình làm lề đường thì cái cảnh mà nước mưa khi mà trời mưa lớn đó thì bị ngập thì chắc là Tiểu Su nghĩ là nó sẽ không còn nhiều như vậy nữa. Tiểu Su chạy một vòng qua bên đường Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo có một cái khúc mà mỗi lần mà Tiểu Su đi học đó là mà trời mưa to như vậy là ngập đường, không có đường để đi vô đó. Nhưng mà không biết hôm nay thì sao, để Tiểu Su chạy qua đó xem thế nào. Tiểu Su chạy qua cái khúc đường này là đường Trần Hưng Đạo, ngay cái dòng đường Cao Thắng của chú anh chị các bạn. Nãy giờ mình đi dọc dọc cũng được 20 phút rồi, cho nên là khúc này sau khi mà mưa xong thì mình thấy là nước đã rút bớt rồi. Và Tiểu Su đang đi ở giữa cái làn đường á, đi giữa làn đường là đường của xe lớn á, nên bây giờ mình phải mép vô lại để cho họ đi, để mình giành đường của họ, họ bóp còi ôm ỏi. Lát nữa trời sẽ mưa lớn nữa cả nhà mình, tại vì Tiểu Su nhìn thấy trời mây đen cuồn cuộn. Bây giờ thì mình đang đi lên trên cầu Trần Hưng Đạo. Nó đỡ bị nước hơn cả nhà mình. Để Tiểu Su lùi ra lại, Tiểu Su đi giữa đường để đi lên trên phía trên coi thử có được hay không. Ở đằng xa kia là có người là đi tới bắp dế, là đi tới đầu gối luôn kìa, lội nước kìa. Làm sao mình đi vào trong cái hẻm đó được. Xe thì hết nửa bánh xe rồi nè cả nhà mình. Cái xe kia mới vừa chết máy xong đó, hết nửa bánh xe. Yeah.
khi mình đi ra đường á, những cái lúc mà nước như gì nè cả nhà, mình đi chậm chậm thôi, đừng có đi nhanh. Tại vì mình đi nhanh nhiều lúc mình ngồi trong xe mình không có biết đó là cái nước đó nó sẽ dâng lên cho cái người đi bên cạnh mình, người ta sẽ bị ướt đồ. Cho nên là mình để ý một chút xíu, mình đi thiệt là chậm ở những cái khu vực mà nhiều nước như thế này, để không có làm ảnh hưởng đến cái người đi bên cạnh mình. Mà đến đây thì Tisu chắc cũng phải đi tìm cái đường để mà đi vào trong lớp học thôi, chỗ này thì không thể nào đi qua được. Tại vì cái xe mình là cái xe chiến đấu với mình cũng được mười mấy năm rồi, mình phải nâng niu thương nó chứ, cho nó vô nó tắm mưa cái nó ướt hết cái hệ bên trong là mình không có cái để đi. Tisu sẽ đi thử vào cái len giữa của đường, đi thử coi là có qua được hay không, không được thì mình sẽ tìm đường khác để mình đi. Ồ, ngập sâu quá cả nhà mình, chắc là Tisu phải quay lại thôi, không đi được rồi. Nó chỉ có một đoạn ngắn thôi nhưng mà cái khúc ngắn đó nó lại bị sâu cho nên là mình không có đi vô được. Bây giờ mình đi qua bên hướng đường này là đường Ngư Ông xem. Khúc này thì không có ngập nước. Cho nên nếu như mà cả nhà mình muốn đi vào những cái đường mà bên hông của đường Trần Hưng Đạo như thế này thì mình sẽ đi vào những cái con hẻm nhỏ, thay vì hồi nãy nếu mà mình cố tình mình đi là mình phải đi qua một cái vũng nước rất là lớn và nó có cái độ sâu khoảng nửa bánh xe, thì Tisu chọn cái đường này đi qua đây thì mình không có phải đi qua cái khúc đường ngập kia đó. Để Tisu quay lại đây coi thử là khúc này ngập lại nặng không. Người ta cũng phải quay ra giống như mình thôi. Nửa bánh xe đó cả nhà mình, nửa bánh xe đó. Thì nhà ở đây thì mình thấy là họ xây cái lề nó cao lên, cái nền nhà cao lên, cho nên là sẽ không sao. Như bạn kia là bạn đi xe số là bạn đi được, chứ còn Tisu đi là không được. Bên này ồ nửa bánh xe chứ ít gì. Rồi thôi bây giờ Tisu chia sẻ một số cái hình ảnh về trời mưa ở Phan Thiết để cô chú anh chị các bạn xem, để mình biết là khi mà trời mưa và một vài cái con đường ngập lụt thì ngập nước thì mình sẽ đi tránh bằng những cái con đường nào, và mình sẽ biết là đường nào mà trời mưa to thì nó sẽ có nhiều nước để mình đừng đi đường đó, để nó không có bị hư cái xe của mình ha. Thì bây giờ Tisu xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Hy vọng là trong thời gian tới thì Phan Thiết mình xây dựng những cái kè, những cái lề, những cái cống. Thì khi mà xong xuôi hết ở tất cả các con đường thì Phan Thiết mình sẽ rất là đẹp về cả trời nắng và trời mưa, thì sẽ không có bị ngập nước như thế này nữa. Thì Tisu kính chúc sức khỏe cô chú anh chị các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau. Bye bye cả nhà. Đó, ở đây là một người đi qua thì một người phải đứng lại chờ người ta đi qua rồi mình mới đi, chứ không mình đi qua đó là mình ướt hết nhiệt đồ luôn á. Rồi, bye bye cả nhà.